chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 1 tháng 12 năm 2021 về việc nghi vấn triệu phú Vương Phạm từng bị Johnny Đặng coi thường. Gọi là thằng YouTuber cùi bắp dù sở hữu khối tài sản kếch xù, Khoa Park bức xúc khi thấy bạn thân Vương Phạm bị người bạn mới quen coi thường dù rất giàu có. Nhắc đến cuộc chiến giữa Khoa Park và Johnny Đặng, không thể nào bỏ qua Vương Phạm. Bởi lẽ theo Johnny Đặng chia sẻ, Vương Phạm chính là cầu nối và cũng là nhân chứng sống trong drama của mình và Khoa Park. Còn về phía Khoa Park, trong video đập lại thằng bạn mới quen về ồn ào nghỉ chơi, YouTuber đình đám cũng đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết về Vương Phạm trong drama này. Cụ thể, anh chàng chia sẻ là sau khi đe dọa tính mạng mình không thành công, người bạn mới quen đã chuyển hướng sang muốn Vương Phạm PR bẩn cho hoạt động kinh doanh và sẽ trả tiền. Điều này khiến Khoa Park vô cùng bức xúc, tiện tay hé lộ luôn khối tài sản khổng lồ của Vương Phạm để dằn mặt bạn mới đừng đem tiền ra nói chuyện. Anh ta nói cứ như Vương là nhân viên đồ này nọ vậy. Vương là chủ của cả công ty 300 đến 400 nhân viên. Cái sở thú của Vương thôi đã bằng nguyên cái tiệm đá bảo ám chỉ tiệm kim cương của ổng rồi. Mà ổng cứ nói như Vương là cái thằng YouTuber cùi bắp đi quảng cáo cho ổng. Ê Nhiêu trả tiền cho Khoa Park chia sẻ. Là một người bạn mới quen của Khoa Park sau khi sang Mỹ, Vương Phạm cũng gây chú ý với danh xưng triệu phú đô la và khoản tài sản khổng lồ. Anh hiện tại đang là chủ của một doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên và có thu nhập hàng triệu đô mỗi năm từ nhiều nguồn. Vương Phạm sở hữu rất nhiều bất động sản giá trị ở Mỹ bao gồm cả nhà sang và trang trại. Trong số đó có cả một sở thú được xây dựng chỉ để ngắm cho vui. Gần đây Vương Phạm cũng hùn vốn với Khoa Park mở nhà hàng 25 tỷ. Mua máy bay 115 tỷ khiến nhiều người quan tâm, vẫn biết Vương Phạm giàu có thật nhưng cả tiệm đá bảo triệu đô của người bạn mới quen của Khoa Park chỉ bằng sở thú cho vui của triệu phú thì netizen không lường được rồi. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.